Ok. Ok, đây là toàn các đây là toàn các cao thủ cầu lông Việt Nam nhá. Đang tập bóng cổ tập cổ tay. Đây là toàn những cao thủ rồi, đây anh Hoàng Quốc Việt, anh Lê Di Lao và anh Thịnh đang tập bộ công an nhá. Toàn các cao thủ, các anh đang tập bóng tập cổ tay á. Tập để cho tay khỏe. Ngay tay yếu á, tay yếu mà muốn tập tay khỏe lên thì mọi người cần phải biết đến cổ bóng tập cổ tay nhá. Ui. Vâng. Đây. Không, em quay. Bầu cổ bóng này rất là tiện, tập mọi lúc mọi nơi nhá. Đi uống cà phê cũng có thể mang đi tập được nha anh em nhá. Tập lúc nào cũng được.